Nằm trong khuôn khổ cuộc thi khởi nghiệp tinh thần doanh nhân cho sinh viên Pháp ngữ từ 30 tuổi trở xuống của các nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan do Trường Đại học Ngoại thương và Tổ chức Đại học Pháp ngữ Văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương khởi động, tọa đàm Hãy khởi nghiệp trước tuổi 30 đã được tổ chức. Buổi tọa đàm hưởng ứng tinh thần khởi nghiệp mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát động thông qua đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, cũng như chương trình khởi nghiệp quốc gia do Trung ương Đoàn làm đầu mối. Trước đó, Trường Đại học Ngoại thương cũng đã chính thức thành lập Trung tâm Không gian Sáng tạo và Ươm tạo FTU với các hoạt động mạnh mẽ nhằm khuyến khích khởi nghiệp. Đây chỉ là một trong rất nhiều các hoạt động mà có liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp mà Trường Đại học Ngoại thương đã tiến hành trong một thời gian rất là dài. Thì xét về nghĩa hẹp, bản thân Trường Đại học Ngoại thương đã là một vườn ươm và chúng tôi luôn luôn tạo những cái điều kiện tốt nhất để những ý tưởng kinh doanh sáng tạo của sinh viên được phát huy và triển khai trong thực tiễn. Có thể kể đến là những cái cuộc thi đã có tiếng vang trong toàn quốc, ví dụ như là khởi nghiệp cùng Kawai đã hơn 10 năm rồi. Rồi những cuộc thi gần đây cũng có tiếng vang rất tốt như là FBA Innovation Challenge dành cho cái mô hình khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội. Và nhiều các cuộc thi chuyên môn khác. Khởi nghiệp là một con đường rất là đúng đắn để giúp cho các em có một cái cuộc sống nó ý nghĩa hơn. Và họ, tôi nghĩ là sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp hơn trong xã hội. Và bằng những cái ý tưởng mới, bằng những cái kiến thức mà hiện tại thế giới họ đang tập trung vào, thì tôi nghĩ là giới trẻ họ sẽ bắt kịp này rất nhanh. Và chính giới trẻ họ khi mà họ cố gắng, họ nỗ lực thì toàn bộ Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ những cái cố gắng, thành quả đấy. Các diễn giả trong chương trình đều là những người đã khởi nghiệp từ rất trẻ và hiện nay đều đang là các CEO nổi tiếng tại Việt Nam, đã chia sẻ kinh nghiệm, hoài bão và thách thức khi khởi nghiệp. Tại sao phải khởi nghiệp trước tuổi 30? Buổi tọa đàm kết nối giữa lý thuyết và thực tiễn đã giúp các sinh viên quyết tâm hơn trong việc phát huy tinh thần khởi nghiệp của chính mình.